giờ Thái Anh sẽ trả lời cho cô ít nhất 10 câu hỏi. Ai nhá? Rồi. Ai sinh ra bố mẹ con? Ông bà sinh ra bố mẹ con. À đúng rồi, ông bà sinh ra bố mẹ con, chính xác. Ai sinh ra con? Mẹ. Ai sinh ra con? Bố và mẹ sinh ra con. À bố và mẹ sinh ra con. Nào, ai học cùng với con? Ai học cùng với con? Các bạn học cùng với con. À các bạn học cùng với con, chính xác. Ai lái máy bay? Chú phi công lái máy bay. À đúng rồi, rất giỏi, chú phi công lái máy bay. Tiếp nha, ai xây những ngôi nhà? Chú tự xây. Chú tự xây. Xây ngôi nhà. À đúng rồi, chú thợ xây là người xây những ngôi nhà, chính xác luôn. Tiếp nha. Ai dập tắt đám cháy? Chú lính cứu hỏa. À chú lính cứu hỏa. Chú lính cứu hỏa dập tắt đám cháy. À chính xác, lính cứu hỏa dập tắt đám cháy. Ai lái xe ô tô? Chú lái xe ô tô. À chú lái xe. Lái xe ô tô, chính xác. Ai nấu ăn ở trong nhà hàng? Đầu bếp. Đầu bếp nấu ăn ở trong nhà hàng. À đầu bếp là người nấu ăn trong nhà hàng, chính xác luôn. Ai mặc bộ quần áo này? Chú cảnh sát mặc bộ quần áo này. Chú cảnh sát gì nhỉ? Chú cảnh sát giao thông mặc bộ quần áo này. À chú cảnh sát giao thông mặc bộ quần áo này, chính xác. Ai may quần áo cho con? Người may. Ai nhỉ? Ai may quần áo cho con? Người may. May thợ. Thợ may quần áo. Quần áo cho con. Ai thợ may quần áo cho con. Nào tiếp tục nhá. Ai quét dọn đường phố? Cô lao công. Cô lao công quét dọn đường phố. À cô lao công quét dọn đường phố, chính xác. Ai vẽ những bức tranh này? Người vẽ tranh. Ai vẽ bức tranh này? Họa sĩ vẽ tranh. À họa sĩ vẽ bức tranh này, chính xác. Ai là người trồng ra lúa gạo? Bác nông dân. Bác nông dân. Bác nông dân trồng lúa gạo cho con ăn. À bác nông dân trồng lúa gạo cho con ăn. Ai dạy con học bài? Cô giáo dạy con học bài. À cô giáo dạy con học bài, chính xác. Ai chữa bệnh cho con khi con bị ốm? Bác sĩ. Bác sĩ. Bác sĩ khám bệnh cho con khi con bị ốm. À chính xác, bác sĩ khám bệnh cho con khi con bị ốm, chính xác. Cô khen nào anh nào? Ồ yeah. Rồi Thái Anh ơi, con muốn gì? Con muốn xe đua. Rồi thưởng cho Thái Anh. Cảm ơn cô ạ. Rồi thưởng cho con.